Kính chào quý vị và các bạn, quý vị đang đến với chương trình Việt Nam hội nhập. Thưa quý vị, thị trường EU có nhu cầu rất lớn về sản phẩm mật ong. Việt Nam lại có khả năng sản xuất, cung cấp sản phẩm này. Hai yếu tố này đang đặt các doanh nghiệp sản xuất mật ong của Việt Nam trước cơ hội xuất khẩu vào thị trường EU. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường rất khắt khe về các tiêu chuẩn giám sát an toàn và kiểm soát dư lượng tạp chất. Vấn đề này đang đặt các doanh nghiệp xuất khẩu mật ong của Việt Nam trước chiến lược xuất khẩu bền vững vào thị trường EU. Sau 6 năm chờ đợi, kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2013, EU đã ra quyết định công nhận bản kế hoạch do Việt Nam đệ trình liên quan tới quản lý dư lượng các chất trong mật ong tươi để đảm bảo an toàn vệ sinh khi xuất khẩu vào thị trường này. Ngay khi có quyết định này, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu mật ong đã có kế hoạch kết nối lại và tìm kiếm các nhà nhập khẩu mật ong của EU. Đại diện doanh nghiệp này cho biết, công ty chuyên xuất khẩu mật ong nguyên chất sang Mỹ và châu Âu gồm Tây Ban Nha, Pháp, Đức. Tuy nhiên, trong thời gian qua, do khâu an toàn vệ sinh thực phẩm chưa đạt chất lượng, cho nên đã phải chuyển hướng về thị trường châu Á để bù đắp. Vì thế, việc EU cho phép nhập khẩu lại đang mở ra cơ hội rất lớn cho sản phẩm mật ong của Việt Nam. Tôi nghĩ đây là một cái cơ hội rất là lớn để mà không những xung nguyên mà kể cả ngành ong Việt Nam mình nói chung đó là một cơ hội rất lớn là có thể là phát triển được sau này. Và sắp tới bên xung nguyên sẽ phát triển được những cái nắm được những cái cơ hội đó và xung nguyên sẽ phát triển được. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, châu Âu là thị trường xuất khẩu tiềm năng đối với sản phẩm mật ong. Bởi đây là thị trường rộng lớn với trên 506 triệu người và là một trung tâm thương mại lớn của thế giới. EU đang áp dụng một số chính sách thuế nhập khẩu chung cho cả 28 quốc gia thành viên. Đặc biệt, đây là thị trường có mức tiêu thụ mật ong trên đầu người cao nhất thế giới, nhất là sản phẩm mật ong màu nhạt hơn nâu đậm. Trường Thọ nắm bắt cái cơ hội này và nhanh chóng nghiên cứu để sao sản phẩm mình phù hợp với cái tiêu chuẩn của EU để mình đẩy mạnh xuất khẩu qua bên thị trường càng nhanh càng tốt. Sau hơn một năm tiếp cận, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu thành công trong xuất khẩu mật ong sang EU. Mặc dù mới chỉ có hai sản phẩm là mật ong tươi và sữa ong chúa, song đã được thị trường chấp nhận. Đây là cơ sở quan trọng để các doanh nghiệp xác định mục tiêu EU sẽ trở thành thị trường xuất khẩu chủ lực trong thời gian tới. Chẳng hạn, ngay tới đây, ban giám đốc công ty này sẽ có một chuyến công tác tại châu Âu để chào bán và tìm kiếm hợp đồng xuất khẩu. Trường EU bên em cũng đã xuất khẩu một số mặt hàng mà chưa hẳn là toàn bộ về sản phẩm bên em, mới chỉ được một số sản phẩm thôi. Nên là sang năm tới đây thì trường mà EU mà mở cửa trở lại thì bên em sẽ mở rộng chiến lược hơn để đưa toàn bộ sản phẩm của mình xuất khẩu qua đó. Cũng theo phân tích của các chuyên gia, việc EU cho phép nhập khẩu lại sản phẩm mật ong của Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội, song cũng sẽ kiểm soát rất chặt về chất lượng. Trước đó, năm 2007, sản phẩm mật ong của Việt Nam đã bị EU cấm nhập khẩu vì liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, để lấy lại thị trường và tìm lại uy tín cho mật ong Việt Nam thì không còn cách nào khác là phải kiểm soát và đảm bảo đáp ứng được chất lượng mà phía EU đưa ra. Đây là một cái cơ hội mà tôi nghĩ là các doanh nghiệp mật ong là chuyên xuất khẩu hoặc là đã những lần đã từng xuất khẩu thì nên nắm bắt cái cơ hội này và nghiên cứu để tìm một cái phương thức, một cái giải pháp để có thể phát triển xuất khẩu vào cái thị trường mà đang được khuyến khích và đang được mở cửa. Bên cạnh đó, trước khi xuất chúng ta, các doanh nghiệp nên có những cái thiết bị, nên có những cái dụng cụ để kiểm tra chất lượng trên từng cái lô hàng và từng một cái mẻ hàng nhỏ. Khi chúng ta đã kiểm tại Việt Nam rồi thì khi ra nước ngoài họ kiểm lại thì chúng ta sẽ không bị. Trong những năm gần đây, Việt Nam xuất khẩu khoảng 30.000 tấn mật ong một năm với giá dao động ở mức 2.400 đô la Mỹ một tấn. Cơ hội xuất khẩu còn rất lớn khi sản phẩm mật ong của Việt Nam đang đứng trước thời tiếp cận và mở rộng xuất khẩu vào thị trường EU. Qua đó cũng góp phần nâng cao uy tín của hàng nông nghiệp Việt Nam trên thị trường EU nói riêng và thế giới nói chung, với các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của EU rất chặt chẽ. Thưa quý vị, hiện nay bình quân mỗi năm các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu mật ong của Việt Nam xuất được từ 2.000 đến 3.000 tấn mật ong sang thị trường EU. Vì thế, việc mở rộng xuất khẩu mật ong sang thị trường EU là động lực rất quan trọng góp phần tháo gỡ khó khăn về đầu ra cho ngành ong. Thế nhưng làm thế nào để khai thác bền vững thị trường này? Đây là câu hỏi khó đang đặt ra với các doanh nghiệp xuất khẩu mật ong của Việt Nam.
Tuy EU đã cho phép nhập khẩu lại sản phẩm mật ong từ Việt Nam được hơn một năm, song dường như các doanh nghiệp vẫn rất chậm khi quay trở lại thị trường giàu tiềm năng này. Vì thế, để khai thác và giữ vững thị trường EU, các doanh nghiệp xuất khẩu mật ong Việt Nam cần nỗ lực đáp ứng các quy định tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và yêu cầu kỹ thuật. Để làm được điều này, cần phải có chiến lược cụ thể bài bản và định hướng rõ ràng, bởi đây là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp tránh được các lỗi mà các nhà nhập khẩu đưa ra. Về cái chiến lược dài hạn để mà xuất qua thị trường EU sau này á, thì bên Xuân Nguyên đang hiện tại là năm 2014 này đang đầu tư một cái xưởng rất là lớn để mà phục vụ cho cái vấn đề xuất khẩu cho những năm mà hội nhập tiếp theo, như là chính thức là năm 2016 thì Xuân Nguyên sẽ làm xuất khẩu rất là mạnh. Những cái khâu như là nhân giống, nuôi ong, rồi các cái kế hoạch là xây dựng trang trại ong ở tỉnh thì bên Xuân Nguyên cũng đang là được đầu tư để mà phục vụ cho cái nắm được đón đầu được cái tình hình mới sau này. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần tập trung cho chiến lược tiếp cận thị trường, nâng cao năng lực cập nhật thông tin sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam không chỉ tìm được các đơn hàng mà còn nắm bắt thị trường, ngành hàng. Việc chủ động tiếp cận thị trường còn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện những vấn đề tuân thủ pháp lý, quy định tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật của thị trường EU. Sắp tới thì bên em sẽ quảng cáo tại những các hội chợ lớn như là tầm các hội chợ có khách nước ngoài tham quan, hội chợ triển lãm quốc tế để cho khách nước ngoài họ biết tới sản phẩm bên em nhiều hơn, thì lúc đó cái nhu cầu xuất khẩu bên em càng cao. Đồng quan điểm trên, đại diện doanh nghiệp này cho biết, để thành công tại thị trường EU thì trước tiên doanh nghiệp phải hiểu biết về thị trường. Đó là tuân thủ các vấn đề bảo vệ môi trường, sức khỏe và an toàn cho mọi người. Để xâm nhập vào thị trường EU thì rút kinh nghiệm từ những cái doanh nghiệp trước đã xuất khẩu sang thị trường EU trước đây. Thì bên Trường Thọ cũng đang nghiên cứu những cái kế hoạch để đưa cái sản phẩm vào thị trường EU, như là EU cần cái sản phẩm mật ong đủ tiêu chuẩn đạt chất lượng như thế nào, thì Trường Thọ sẽ nghiên cứu và cố gắng sản xuất để đáp ứng được cái tiêu chí cái thị trường EU. Theo các chuyên gia, các yếu tố giúp ngành mật ong Việt Nam phát triển bền vững trong thời gian tới là phải giải quyết triệt để từ khâu người nuôi đến quy hoạch, nghiên cứu của doanh nghiệp hướng đến sản phẩm chất lượng sạch. Tuy nhiên, để làm được điều này, các doanh nghiệp cần phải có tiềm lực tài chính mạnh mới có thể thực hiện được. Vì vậy, để giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tự tin khi xuất khẩu vào thị trường EU, Câu lạc bộ Tam Nông thành phố Hồ Chí Minh đã làm cầu nối để hỗ trợ các doanh nghiệp tìm được nguồn vốn cũng như các giải pháp để đảm bảo chất lượng cho sản phẩm. Tôi cũng đã tìm những cái giải pháp liên kết với các cái ngân hàng Vietinbank để có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong cái nhu cầu vay vốn, và đồng thời là nghiên cứu những cái mô hình nuôi ong ở các cái đất nước mà họ làm nghề xuất khẩu, nghề ong xuất khẩu, nuôi theo một cái tính chất rộng, không nhỏ lẻ, và để tránh được nó bị nhiễm cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh đó nữa, chúng tôi cũng tiếp xúc với những cái cơ quan tư vấn về kỹ thuật, về thiết bị, làm những cái tiêu chuẩn HACCP, ISO cho doanh nghiệp. Có thể nói, để duy trì lợi thế là một trong 20 quốc gia đầu tiên trên thế giới có mật ong được thị trường EU chấp nhận từ năm 2002, Việt Nam cần có những chương trình cụ thể cho sản xuất và chế biến mật ong. Giải pháp mà Câu lạc bộ Tam Nông thành phố Hồ Chí Minh đưa ra nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu mật ong theo hướng bền vững, đạt chất lượng sạch chính là tín hiệu tích cực để mở đường cho ngành mật ong của Việt Nam phát triển trong tương lai. Đến đây, thời lượng của chương trình Việt Nam Hội nhập ngày hôm nay đã hết. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.